Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về cái how a trio live, nghĩa là cái hồng cầu nó sẽ sống trong cơ thể của mình bằng cách nào. Mình nhắc lại cho các bạn, acid có nghĩa là sự tạo thành hồng cầu. Mình biết là hồng cầu nó được tạo ra ở tủy xương bằng một tế bào stem cell. Tên đầy đủ của nó là pluripotent hematopoietic stem cell, tức là tế bào gốc máu đa năng. Thì stem cell này nó sẽ biệt hóa qua những cái giai đoạn tạo thành hồng cầu trưởng thành. Thì cái giai đoạn mà nó tạo thành ribosome đã chuyển thành hồng cầu lưới á, reticulocyte đó, thì ở cái giai đoạn đó cái tế bào hồng cầu, tiền hồng cầu đó, nó sẽ lược mất đi nhân và các bào quan trong cái hồng cầu, là tạo thành hồng cầu trưởng thành, là một hồng cầu, là một tế bào không có nhân và không có bào quan, trong đó bao gồm không có cả thi thể nữa. Thì một cái tế bào mà sống trong cơ thể mình đó, nó phải có diễn ra cái quá trình hô hấp tế bào. Quá trình hô hấp tế bào này là một cái quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ, cho ra CO2 và nước và tạo ra năng lượng. Cái quá trình này á, nó được xảy ra chủ yếu ở trong tế bào và nó tạo ra năng lượng ATP, là đơn vị năng lượng cơ bản nhất của cơ thể, là adenosine triphosphate. Nó bao gồm có ba quá trình, quá trình đường phân, chu trình quét và chu trình trong điện tử. Đây là cái hình nói lên cái hô hấp tế bào, đó là hô hấp tế bào trong cơ thể. Thì trên bề mặt của tế bào đó, nó có một cái protein gọi là leukotremaster protein, là có bốn loại: lutein 1, lutein 2, lutein 3, lutein 4. Thì cái bài này nói riêng về hồng cầu đó, thì trên bề mặt hồng cầu nó sẽ chứa rất là nhiều lutein 1 và lutein 3. Thì khi mà nó đưa đường vào trong cytosol, là trong tế bào chất đó, thì nó sẽ diễn ra quá trình leukolysis, là quá trình đường phân. Sản phẩm của quá trình đường phân nó sẽ đi vào trong ti thể, đi vào trong chu trình quét. Và sản phẩm của chu trình quét là hai coenzyme NADH và FADH2, nó sẽ bám lên màng của ti thể tạo nên chu trình điện tử. Đây là cái quá trình đường phân. Thì quá trình này nó sẽ diễn ra ở trong tế bào chất và là một cái quá trình hút khí, quá trình kỵ khí, tức là nó không cần oxygen để mà thực hiện lên cái quá trình này. Cái phương trình cơ bản này các bạn chỉ cần nhớ là một đường nó sẽ cho ra hai pyruvate, hai NADH và hai ATP. Đây là cái kết quả của quá trình đường phân. Tiếp theo mình nói đó là Krebs cycle, là chu trình Krebs. Thì cái chu trình này nó sẽ diễn ra ở ti thể, là một cái quá trình hiếu khí, tức là nó cần oxy để trong quá trình này được diễn ra. Nó bao gồm hai step. Step 1 là từ hai pyruvate nó sẽ cho ra được hai acetyl CoA, và step 2 là hai acetyl CoA này nó sẽ đi vào trong ti thể tạo nên Krebs cycle, cho ra được là hai ATP, 6 NADH và 2 FADH2. Đây là cái sơ đồ nói về chu trình Krebs. Acetyl CoA này là sản phẩm của quá trình đường phân, là từ C6 đường cho ra acetyl CoA gồm có 2C. Acetyl CoA này sẽ kết hợp với lại oxaloacetate, là một diacid gồm có 4C. Thì 2C của acetyl CoA với 4C của OOA nó sẽ tạo ra citrate, là một hợp chất có 6C. Từ citrate chuyển qua isocitrate và khử mất 1C tạo thành alpha keto glutarate 5C, và tiếp tục khử đi thêm 1C nó tạo thành succinyl CoA, là lúc này còn chỉ còn có 4C thôi. Và cái quá trình này là quá trình tạo nên năng lượng nhiều nhất trong chu trình Krebs. Thì các bạn nhớ cái sản phẩm của chu trình Krebs này nó tạo ra tổng cộng là 2 ATP, 8 NADH và 2 FADH2. Đây là coenzyme của tế bào trong cái chu trình electron điện tử. Cái chuỗi chuyện electron này á, nó xảy ra ở màng của ti thể và nó cũng là một cái quá trình cần oxygen. Thì nó sẽ lấy electron, tức là H cộng, từ hai coenzyme là NADH và FADH2, và nó mang đến oxy và chuyển oxy thành nước, tạo ra bằng cái phương trình oxy hóa khử tạo ra ATP. Như vậy á, là tổng một lần hô hấp tế bào mà sẽ cho ra được tổng cộng là 38 ATP, gồm có là 2 ATP của đường phân, 2 ATP của Krebs cycle và chu trình vận chuyển electron tạo ra 34 ATP. Một NADH, một coenzyme này khi mà cho H cộng tính oxy á, ra được sẽ sản xuất ra 3 ATP, một FADH2 đến oxy sẽ cho ra được là 2 ATP. Thì mình tính tổng cộng là 38 ATP. Thì để trả lời cho câu hỏi của thầy là hồng cầu nó sẽ sống trong cơ thể bằng cách nào, thì trong cái quá trình biệt hóa của hồng cầu á, hồng cầu nó mất đi nhân và bào quan, bao gồm có cả ti thể. Vậy cho nên là hồng cầu nó sẽ không thể nào hô hấp theo một tế bào bình thường theo con đường mà hiếu khí được, tức là nó sẽ không có thể nào diễn ra được cái chu trình Krebs và không thể nào có chu trình điện tử trong hồng cầu.
Vậy hồng cầu nó sống bằng cách gì? Thì để mà sống thì hồng cầu nó phải sử dụng con đường kỵ khí làm cách hô hấp của nó, nó chính là con đường đường phân và con đường bentose. Cái quá trình đường phân á, hồi nãy mình nói với các bạn rồi đó, thì cái này có thể nói là cái quá trình hô hấp chính của hồng cầu, tức là từ một đường cho ra hai năng lượng, hai ATP là cái năng lượng chính của nó. Nên mình nói đến cái con đường thứ hai, mà cái con đường này lúc mà đăng bài lên mạng thì các bạn nói cái con đường này, các bạn comment là cái con đường này nó không có sinh ra năng lượng, thì đúng là cái con đường mentos này nó không có sinh ra năng lượng. Cái mục đích chính của con đường mentos này là nó tạo ra NADPH và riboflavin phosphate. Cái riboflavin phosphate này á, nó là cái nguồn để tạo ra nucleotide trong tế bào. Nhưng mà cái con đường này nó tạo ra năng lượng á, là bởi vì nó bao gồm có hai pha. Pha đầu tiên á, là từ glucose nó sẽ phosphorin hóa thành glucose 6B, glucose phosphate, và glucose phosphate sẽ tạo ra thành cái riboflavin phosphate là pha 1, pha đầu tiên, đây là phản ứng một chiều. Cái pha thứ hai là từ cái thằng này nó sẽ tạo ra đường fructo 6 và đường 3. Thì chính cái đường 3 và cái đường fructo 6 này á, nó sẽ đi vô quá trình đường phân, nó cũng tạo ra pyruvate và tạo ra ATP. Cho nên là cái hợp chất trung gian của cái quá trình này á, nó vẫn tạo ra được ATP cho hồng cầu sinh sống. Và cái con đường này nó diễn ra đồng thời với con đường đồng phân trong cơ thể, nhưng mà nó là chiếm ưu thế ở tế bào hồng cầu. Là vì sao? Tại vì hồi nãy mình nói rồi, ở trên bề mặt của hồng cầu á, nó có hai cái protein transporter rất là nhiều, là gluten 1 và gluten 3, nó chứa rất là nhiều trên bề mặt hồng cầu. Thì tức là hai cái protein nó sử dụng đường trực tiếp trong máu để tạo nên năng lượng của hồng cầu. Đây là hai cái phương trình mà hồi nãy mình nói đó, là từ glucose 6 phosphate sẽ tạo ra hai fructo và đường C3 là đây nè. Và cái pha 2 đó, cái pha 2 đó là hai cái này nó sẽ chuyển ngược lại về thành đường 6. Cái phương trình này nghĩa là gì? Cái phương trình tổng quát của con đường này, tức là cứ mỗi 6 glucose đi vô con đường này thì 5 glucose nó sẽ được tân tạo lại ở trong tế bào máu, và chỉ có 1 glucose duy nhất đã được oxy hóa thành CO2 và 12 NADPH, đó là nicotiamine, adenine, dinucleotide và phosphate. Thì glucose 3 này á, nó sẽ đi theo con đường đường phân cho ra được một aurobase và một ATP. Cái sản phẩm thứ hai của cái con đường mentos này là NADPH. Thì cái chức năng của cái thằng này rất là quan trọng trong hồng cầu. Đầu tiên nó là biosynthesis, có nghĩa là sinh tổng hợp. Thì cái chất NADPH này á, ở cái con đường này diễn ra ở những cái tế bào khác á, như là tế bào gan á, thì cái chất này nó sẽ đóng thành phần tạo nên cái axit béo. Cái thứ hai là against reactive oxygen species, có nghĩa là cái chất này là chống oxy hóa cho bề mặt trên hồng cầu, tức là nó sẽ bảo toàn cái sự toàn vẹn của hồng cầu, nó làm cho hồng cầu chống bị oxy hóa, làm cho hồng cầu sống được. Rồi cái thứ ba á, là cái NADPH này á, nó sẽ active chương trình diệt cái diệt khuẩn trong tế bào bạch cầu hả, mà chủ yếu là eosinophil, là tế bào cầu ulacid á, nó sẽ kích hoạt cái chương trình đó lên. Cho đây là hết các bạn. Ok, như vậy tới đây ta sẽ đặt một câu hỏi, đó là ta học bài này để làm gì? Để nói rằng hồng cầu xài được. Tuy nhiên tới đây các bạn ngồi dưới sẽ chưa lãnh hội được bao nhiêu cả. Vì sao? Các bạn phải tưởng tượng được một hồng cầu bơ lớn, kích thước của một hồng cầu bơ lớn, nếu so với cái trứng của người phụ nữ trứng thì nó bơ lớn, so với con tinh trùng nó bơ lớn. Để chúng ta mới ước lượng được, cái thứ nhất. Cái thứ hai, một hồng cầu chứa 300 triệu hemoglobin. Như vậy ta tưởng tượng một hồng cầu lớn và hemoglobin bơ lớn. Cái thứ ba, các bạn phải trả lời được câu hỏi trong chương trình hồi nãy, citric acid cycle, nói rõ thêm chương trình này. Và gì nữa, giải thích thêm rằng acid citric tham gia vào quá trình hoạt động cùng với canxi trong máu rất là lớn, và chuyển hình thành sỏi niệu có tác động rất nhiều đến acid citric trong máu. Như vậy ở đây có liên quan gì, hay là có giúp chúng ta giải thích được những bệnh nhân máu O, máu A, máu B, máu AB nhóm nào bị sỏi nhiều hơn tương ứng với hồng cầu
có hoạt động có acid citric trên đó. Chúng ta tới câu cuối cùng khó, rất khó, đó là nếu bệnh nhân nhập viện và bác sĩ truyền đường 5% vào tĩnh mạch, đường đó sẽ đi đâu, về đâu? Nếu bệnh nhân nhập viện và bác sĩ truyền đường 20% vào tĩnh mạch với tốc độ 20 giọt một phút, đường sẽ đi đâu, về đâu? Nếu truyền với 40 giọt một phút, đường sẽ đi đâu, về đâu? Nếu truyền với 60 giọt một phút, đường sẽ ra sao? Và nếu truyền thả dây, có nghĩa là hơn 100 giọt một phút, thì đường sẽ đi đâu? Đây là những câu hỏi vô cùng khó. Như vậy, bài hôm nay tạm thời dừng lại ở đấy và thầy phát hưởng. Giờ bạn phải trả lời tiếp 4 cái câu mà thầy vừa hỏi. Đấy, rồi chúng ta dừng lại. Tắt mic, thầy thử cả đấy.